Cường độ linh hồn không đủ, không tài nào thấy được, cho nên tăng cường độ linh hồn chính là cách thăng cấp hệ thống sao? Xuất hiện năng lực level 5 rồi, hiện tại vẫn chưa có phát hiện trên người quái vật dưới cấp dương, cũng chính là nói A Ngai ở phương diện nào đó đã không hề thua kém cấp dương rồi. Nếu cộng luôn ngọn lửa của vong linh thì chính là năng lực cấp 5 liên tục, cộng thêm thiên phú, tăng thêm sức mạnh linh hồn có thể tính định cũ, thì A Ngai có được khả năng vô hạn đó. Hiện tại ngự thú mạnh nhất vẫn là A Ban cấp dương. Nhưng nếu nói về tiềm năng thì A Ngai nhất định có thể vượt qua A Ban về phương diện linh hồn. Có thể đem xiềng xích linh hồn chuyển qua chỗ của A Ngai rồi. A Ngai, bây giờ chúng ta cần kiểm tra mỗi một con quái vật bị giết chết có thể cung cấp đi lại sức mạnh linh hồn bao nhiêu cho mày. Chế thuộc hạ vong linh của mày, giết quái vật thì có thể cung cấp sức mạnh linh hồn cho mày không? Tiểu Quang, đi qua chỗ A Ban dẫn một con thụ yêu bị chúng ta bỏ tù qua đây. Dân, tới đây. Chủ nhân, nếu bản thân ta hấp thụ thì chắc sẽ có 20%, để vong linh bị hấp thụ thì chắc sẽ cho ta 10%, nó cũng có thể hấp thụ sức mạnh linh hồn giống vậy. Năng lực này của A Ngai không ngờ lại không bị giới hạn bởi A Ngai. Đại ca ngốc, tại sao lại ra tay với tiểu đệ của mình? Ngươi là cố ý đúng không? Nào luyện tập đi, đúng lúc ngươi cũng mạnh rồi, nếu không thì người khác lại nói ta ăn hiếp ông già đó. Vong linh được A Ngai hồi sinh cũng có thể hấp thụ một phần nhỏ của sức mạnh linh hồn. Một đoàn bạo binh cộng thêm đặc tính có thể không ngừng trưởng thành, phẩm chất thần thoại, đúng là đáng sợ mà. Mấy vong linh của mày cũng quá nhiều rồi đó. Những vong linh từ cấp 40 trở lên bao gồm cấp 40 để lại, còn những cái khác thì mày hấp thụ hết đi. Cấp bậc quái vật cấp 50. Tốc độ thăng cấp này cũng quá ăn gian rồi đó. Bây giờ A Ngai cách cấp dương cũng chỉ còn có một bước thôi. Bây giờ thế giới địa tinh vẫn đang phát triển, không thích hợp với sự phát triển của ngự thú trở nên lớn mạnh ở trong cuộc tàn sát như chúa tể hài cốt. Nhưng thế giới sương mù đen thì khác, ở nơi sâu thẳm trên mảnh đất này có chôn cất vô số thi thể, chỉ cần cấp bậc mày đủ cao thì có thể toàn bộ chuyển hóa bọn chúng thành sức mạnh chiến đấu của chúng ta. A Ngai, chờ sau khi chúng ta quay về thì mày dẫn các người hầu của mày đi thế giới sương mù đen phát triển đi. Chủ nhân ngươi không cần ta nữa sao? Sao có thể không cần mày chứ, chỉ là mày ở bên cạnh tao thì sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tiềm năng của mày không nên lãng phí ở chỗ tao. Ta hiểu rồi, yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa, mạnh tới mức không có ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Lão Hoàng, ta chuẩn bị đồ đạc ra sao rồi? Thành phố căn cứ Hắc Long ở sân bay. Cao thiếu, vật tư mà cậu cần khi ra ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Vất vả cho anh rồi, trong nhà vẫn ổn thỏa chứ? Mọi thứ đều ổn, sức khỏe của chủ tịch Kỵ rất tốt. Bên phía trường học bình thường, giáo viên Quang càng ngày càng ổn định. Mấy ngày trước còn cứu mấy học sinh nữa. Vậy sao? Chị quay về phải nghe anh nói kỹ hơn rồi. Trúng rồi Tiểu Quang, lấy tấm thảm ở đây thôi. Đây là ngự thú sao? Thảm ma chi vàng đẫm máu. Khoảng thời gian này anh cũng rất vất vả. Anh thích ngự thú cấp lãnh chúa này thì thu nhận đi. Còn là một con cấp lãnh chúa tặng cho tôi sao? Đúng rồi, anh cũng quan tâm nhiều chút về chuyện A Ngai đi thế giới sương mù đen nhé. Tiểu Quang, đại tử cũng giúp tôi đem về trước rồi. Bên phía tôi thì trực tiếp đi tới Bắc Cực. Đi đây. Cảm ơn Cao thiếu nha. Lạnh quá. Không lạnh rồi, lợi hại quá. Chuyện nhỏ thôi. Nếu Bắc Cực này không có nguyên liệu phù hợp với yêu cầu của mày, vậy thì chỉ có thể đi Nam Cực thôi. Phản phất có cảm giác đi thêm một đoạn về phía Đông Bắc đi. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cao bằng, kiên trì thêm chút nữa đi. Được. Đây là thành phố băng sao? Chính là ở phía trước rồi. Không giống như là cung điện mà bọn mình có thể chế tạo ra được. Họ tên quái vật, kỵ sĩ Tu La Hàn Băng trong phong ấn, cấp bậc quái vật cấp 51 cấp dương, phẩm chất quái vật, phẩm chất sử thi, thuộc tính quái vật, hệ băng, năng lực quái vật, giữ lao cực quang level 5, áo giáp cứng cáp level 4, kiểm soát nguyên tố băng level 4, đặc tính quái vật, lưỡi dao băng phong, sức mạnh hàng băng lớn mạnh xung quanh trên binh khí, có được năng lực phá hoại rất mạnh. Hiệu quả 1, hiệu quả bị động, tăng năng lực phá hoại và hiệu quả sát thương của đòn tấn công. Hiệu quả 2, hiệu quả bị động, kẻ địch bị lưỡi dao băng phong hàm hại thì sẽ rơi vào trạng thái trọng thương, thời gian này mọi sát thương bị hệ băng ảnh hưởng sẽ tăng lên. Trái tim của băng phong, trái tim can đảm lại bình tĩnh, hiệu quả 1, không đếm xỉa tới năng lực thuộc hệ tâm linh, kiểm soát. bao gồm không giới hạn bởi những hiệu quả như hấp dẫn, nhập xác, hỗn loạn và đáng sợ. Hiệu quả 2, tinh thần và linh hồn bị tổn thương thì sẽ bị suy yếu. Sơ lược về quái vật, kỵ sĩ Tu La Hàn ban nguyện phong ấn là quái vật có năng lực chiến đấu rất mạnh, tụi nó anh dũng mà không biết sợ, trung thành mà dũng cảm. Quái vật cấp dương, A Ngai và A Ban đều không có đem theo bên mình. Bây giờ sức mạnh chiến đấu mạnh nhất chắc là Bạch Cương Phong nhận thú cấp 50 thôi. Hơn nữa nơi này là sân nhà của kỵ sĩ Tu La Hàn băng này, xem ra là không thể cứ thể mà xông vào rồi. Cao bằng, bên trong có đồ tốt. Xàm xí, tao có thể không nhìn ra bên trong có đồ tốt sao? Loài người, rời khỏi nơi này đi. Biết nói ngôn ngữ của loài người thì nói rõ đây không phải là quái vật hoang dã, nhất định là đã từng tiếp xúc xã hội văn minh loài người, thậm chí có thể là ngự thú của người khác. Chúng tôi không tiến vào cung điện, chúng tôi chỉ là đi xung quanh coi thử, bọn tôi chỉ coi, không có tiến vào có được không? Làm ơn đó, bọn tôi sẽ tuân thủ quy tắc mà.